Chưa sật. Ô, nó đá cầu đéo gì nhỉ? Vâng, cái đá cây không nhìn đâu. Cái đá rồi. Ôi, coi đi sáng chưa chết. Giữa lồng. Này lên. Đấy, đúng rồi đấy, chết. Nhảy đi. Đúng rồi. Chìm chóc. Tự hỏi nó đã kiểu gì nó xoay xoay nồng chết này. Nhanh mà đi ăn, to ngon lắm. Lại lên. Chết nha, giữa lồng. Cảm ơn mọi người đã xem clip của bố Khánh Linh.